chào cả nhà nhá. Hôm nay em lên một số những cái giỏ lan có tại vườn để gửi tới các bác yêu lan. Giỏ đầu tiên đi vào bác là giỏ hoàng thảo vôi mã số C51 180.000 đồng. Hoàng thảo vôi C51 180.000 đồng. Hoàng thảo vôi này anh cho hoa vào dịp Tết quá nhá. Thời tiết ấm là nó sẽ cho hoa vào đúng Tết. C51 180.000 đồng. Tiếp theo vẫn là hoàng thảo vôi C52 180.000 đồng. C52 180.000 đồng ạ. Tiếp theo em lên các bác một đặc sản của thành phố Lai Châu, đó là đùi gà tròn Lai Châu. Một mặt hoa thì vô cùng xuất sắc và đặc biệt nó đa dạng mặt hoa các bạn. Cái dòng đùi gà tròn này thì hoa nó rất chi là bền. Mã số C39 280.000 đồng. Giỏ này ra hoa thì nó hoa, cái dòng hoa này nó bền tầm 1 tháng các bạn. Nhưng các bác chơi hoa rất là đặc biệt, là 1 năm này nó đẻ tầm 2-3 lứa. Đây là trong một giỏ đùi gà tròn đấy, để một thành một giỏ to rất là nhanh các bác nhé. Bác chăm từ 1 đến 2 năm là nó phát triển rất là nhanh rồi. C39 280.000 đồng đùi gà tròn ạ. Tiếp theo vẫn là giỏ đùi gà tròn C40 250.000 đồng. C40 250.000 đồng một giỏ như này các bác nhé. Hàng đã thuần chắc chắn rồi. Đấy. C40 250. Tiếp theo thì em đi các bác một số giỏ quế trắng tháng 8 này. Toàn hàng lá xếp các bác nhé, xếp rụt này. C42 280.000 đồng. Quế trắng tháng 8 các bác nhé. C42 280.000 đồng. Tiếp theo vẫn là quế trắng tháng 8 C41 200.000 đồng. 200.000 đồng một giỏ quế trắng tháng 8. Cái này các bác mua về làm giống vụ sang năm là chơi hoa thoải mái rồi. Dễ nó đã đi như này các bác nhá. C41 200.000 đồng. Tiếp theo nên các bác một giỏ môi tua mã số C43 150.000 đồng. Hoàng thảo môi tua các bác nhá. C43 150.000 đồng. Tiếp theo em lên các bác một giỏ hài dâu xanh C45. Giỏ đấy 350.000 đồng các bác nhé. Vòi hoa này. Cái dòng này thì vòi hoa, hoa rất là bền luôn. Hoa bền tầm 2 tháng các bạn. C45 350.000 đồng. Hài dâu xanh. Em lên các bác một giỏ trầm trắng này. Trầm hoa trắng các bác nhé. C44 150.000 đồng. Cái này có đôi 46 thân các bạn. 6 thân các bác nhá. C44 150.000 đồng. Trầm trắng thôi nhá. Tiếp theo em đến các bác một số giỏ cáo Lai Châu mã số C48 220.000 đồng. Cáo Lai Châu các bác nhá, có 3 cây, C48 220.000 đồng. Có 3 cây như này các bác. Tiếp theo C47 220.000 đồng. Cũng 3 cây này các bác nhá. C47 220.000 đồng. Cáo Lai Châu các bạn. Tiếp theo em đi các bác một số giỏ đen rô. Dòng đen rô đỏ các bác nhá. Đây, đen rô đỏ. Đen rô này thì cũng đang thể hiện tượng sưng mắt lụi các bạn. Đen rô nói chung là cây cứ đủ, ví dụ cây nó cứ già này mà cây đủ tuổi này nó sẽ cho hoa thôi. Còn cái dạng non hơn thì nó sẽ cho hoa Tết. Đa phần nó ra hoa Tết quá nhá. C35 300.000 đồng. Đen rô đỏ các bác nhá. C35 300.000 đồng. Cái thân cao nhất của nó là 20 40 gần 50 cm các bác nhá. C35 300.000 đồng. Đen rô đỏ. Một giỏ đen rô đỏ tiếp theo. C34 300.000 đồng. C34 300.000 đồng. Cũng tầm 45 47 phân. C34 300.000 đồng. Này cây cao nhất con nhá. Còn thân đẹp các bạn. C34 300.000 đồng, đen rô đỏ.
Tiếp theo mời bác đến một số giỏ Denso Mili các bác nhá. Denso tím Mili, hoa tím. Cũng dòng này thì cho hoa Tết các bạn. C38 380.000 đồng. Denso Mili các bác nhá. Hoa tím các bác nhá, họng vàng. C38 380.000 đồng. Tết mà các bác chơi một giỏ hoa mà hoa tím đỏ mà họng vàng nó rất là phong thủy. C38 380.000 đồng. C38. Tiếp theo vẫn là giỏ Denso đỏ mã số C36 cũng 380.000 đồng. Giỏ này thì toàn thân hoa nhiều đúng không ạ? Và chủ yếu thân hoa thôi. Gần như toàn bộ là thân hoa hết các nhá. C36 380.000 đồng. Toàn bộ thân này là chuẩn bị cho hoa hết rồi. Giỏ này đang nguy cơ tháng sau ra hoa. Tiếp theo một giỏ Denso Mili nữa mã số C37 380.000 đồng. Giỏ này thì rất là nhiều mầm thân tơ này, thân hoa rất là nhiều luôn các bạn. Rất là nhiều. C37 380.000 đồng. Denso tím Mili các bạn nhá. Hoa tím, hồng vàng. Tiếp theo thì mời bác đến một số giỏ đuôi chồn Lai Châu C33. Giỏ này 350.000 đồng. Giỏ này thì rất nhiều cây. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 cây các bạn. C33 350.000 đồng. Chồn Lai Châu các bạn nhé. Hàng đã thuần chắc chắn rồi. Ui, lên các bác một giỏ chồn khủng này. C32 giỏ này 650.000 đồng các bác nhé. Giỏ này toàn cây to, cây đều đẹp. 3, 6, 9, 12, 15, 16 cây. 16 cây, cây nó rất là đều. Cây đẹp C32, 650.000 đồng đuôi chồn quá nhé. Mời các bác đến một giỏ kiều vàng quá nhé. C46, một giỏ to này. Hàng đã thuần dễ đi mầm. C46, giỏ này 700.000 đồng các bác nhé. Kiều vàng, hoa lan kiều vàng. C46 700.000 đồng ạ. Tiếp theo mời bác đến một số giỏ dáng hương tam bảo sắc. Mời này cho hoa tháng 4 các bác nha. C49 250.000 đồng. Hàng lá xếp lá cứng. C49 250.000 đồng dáng hương tam bảo sắc. Tiếp theo C50 giỏ này 500.000 đồng các bác nhá. Rất là nhiều cây luôn, cây to, đã hàng đã thuần chắc chắn rồi. C50 500.000 đồng giá dương tâm bảo sắc. Vừa rồi là những giỏ lan có trong vườn nhé. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn các bác ngày mai ạ.